Việc chào quý vị và các bạn nha. Việc có hai bộ phận tần và một cặp volume của Mỹ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Cặp volume này là của anh Tesla Xin nha. Quý vị và các bạn nào thấy ưng món nào thì liên hệ 0963 721519 về quý vị và các bạn nghiên cứu độ chế. Đấy. Thì đầu tiên việc chia sẻ đến quý vị để một cặp volume của hãng anh Tesla Xin nha. Cái này đúng Mỹ nội anh Tesla Xin luôn, đã test thử rồi, hát tốt nha. Volume này thì nhiệm vụ của nó là quý vị về độ chế là cho lo chép hay là lo chung gì đó để tăng tiếng chung và tiếng chép theo ý của mình đó. Cặp volume, volume này 8 ohm, cái volume của anh test này đúng Mỹ nội luôn nha. Phấn đó. Mấy cái volume Mỹ, mấy đồ Mỹ là nó vậy, tháo ra thường nó hay trắng trắng vậy, phấn vậy. Cặp volume này thì để độ chế cho những cái dòng loa Mỹ hay là những dòng loa Nhật, cái nào cũng được, nó là nhiệm vụ tăng lớn nhỏ. Rồi cặp volume tháo thùng này của hãng test thì việc bán cho quý vị và các bạn cái cặp này là 400.000 bao ship nha. Quý vị nào thích thì chơi, không thích thì thôi nha, cứ không có bớt. Rồi ở đây là cũng một bộ phân tầng dành riêng cho lo chép tháo thùng luôn. Cái này là tháo thùng của mấy ông Tây chứ không phải là tháo thùng mình đây nha. Đó, quý vị nhìn thấy volume và tụ đồ thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đó. Đó, mấy cái volume này ở Việt Nam mà nó không có đâu. Cái volume này là việc thấy tô, nó để Tokyo là chắc là hàng Nhật xuất Mỹ, tại vì cái bộ này á là nó nằm trong mấy cái thùng lo Mỹ mà cũng mấy ông Tây độ chế đó. Thì đây việc thấy có tụ Mỹ nè, tụ đen này là Mỹ nè. Đó. Rồi thì cái này dành chỉ dành riêng cho lo chép thôi. Đó, cái đầu vào là ở đây, đầu vào vô hai cái này. Rồi cái này là volume tăng lớn nhỏ nè. Đó, rồi còn cái đầu, hai cái đầu này là cắm vô lo chép nè, cắm vô lo chép nha. Vàng thì cộng, trắng thì trừ. Đó, cặp này mình bán cho quý vị và các bạn về để xài cho lo chép là 750.000, đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà nha. Đó, riêng cho lo chép thôi. Đó, cái này là của máy tay độ chế nè, tiếng hay lắm, việc test rồi. Rồi còn đây là đúng là một bộ phân tầng giữ của hãng anh test luôn nè. Đó, phân tầng giữ của hãng anh test. Cái này thì nó nằm trong cái thùng loa anh test của mấy ông Tây độ, là cái lo bát có đường kính, là việc đo cái lo bát đường kính là 30 mấy đó, hình như 36 thì phải, cái lo bát đó. Nói chung thì quý vị về độ chế cho cái lo bát từ 36 đổ về, 36, 34, 31, 30, 28, 29 đó, vân vân. Thì đây là có một cái volume để tăng cái tiếng chung và tiếng chép nè. Bộ phân tầng này là bộ phân tầng 3 đường tiếng quý vị và các bạn. Thì mỗi một bên thì có 3 cái sợi dây ra nè. Cái sợi dây đầu tiên là cái sợi dây là MF này, tức là sợi dây lo chung, lo mic á. Còn cái sợi dây mà có chữ HF này là sợi dây lo cho lo chép nè. Còn sợi dây mà không để gì hết là lo bass nè. Và ở đây thì mà chỉ có hai màu dây thôi, màu xanh và màu vàng, thì màu vàng là cộng. Cái bộ này thì khỏi nói chất âm rồi đó, cổ nè. Thì ở bên trong này á, cái con này cái gì cũng, cái trong này không biết có con gì trong này không mình không biết nha, không biết có con điện trở hay con tụ hay con gì không mình không biết, không có tháo ra đâu, không có tháo ra, nó nằm ở trong trong này nè. Cái miếng này thấy có mã số nè, ok, cái miếng này mình thấy có mã số nè. Thì đây là cuộn dây, còn ở bên trong này á, bên trong cái cục này nè, là nó trong này nó có rất là nhiều tụ đồ này nọ, điện trở gì đó vân vân ở trong này. Thì theo mình đoán là nó giống loa AR, là cái cục bên trong này là nó có những con linh kiện giống AR mà mình cũng chưa tháo ra lần nào cũng chưa biết. Thì Việt cũng đã test hát tốt rồi, chất âm thì cực kỳ hay luôn đó. Ông nào muốn độ chế nghiên cứu làm gì làm, cái bộ này á Việt bán cho quý vị và các bạn giá 2,5 triệu bao ship. Quý vị nào cần thì liên hệ 0963 721519 và giá này là giá không mặc cả nha. Chào quý vị.